Bữa nay là cái gào mùi tây á. Dạ. Đây là cái gào gào Việt Quốc nè cả nhà. Đó nãy nếu mình đi hái mà hái nhiều để bán là đây là cái gào. Mà cái gào này thì tốt hơn. Cái gào này mắc tiền hơn nhé. Gào này là 10 euro rồi. Này 10 euro rồi. Còn cái này chỉ có 4.95 euro thôi mà cái này bằng nhựa, nó không bằng cái kia bằng sắt á, xài nó tốt hơn. Nhưng mà mình thấy những người mà đi hái mà hái để bán thì thường là họ sẽ dùng cái gào tự chế nó mới hiệu quả được, chứ còn các bạn bằng cái gào đấy chắc không bao nhiêu. Này là cái rổ để lọc sàn cái trái Việt Quốc ra. Khi mình đi hái rồi mình sẽ lọc sàn cái đó ra để lọc mấy cái lá ra. Đây là một dùng quay chùm đây nè. Đây là nguyên chùm đây nè. Wow. Nguyên chùm đây đem vô trong. Thấy không? Quay chưa, quay dạ, chưa? Đây. Rồi. Đây nè. Vô trong. Đây. Trái Việt Quốc đây cả nhà thấy không? Trái lớn không á. Trái lớn thì mình mới hái nha, không hái trái nhỏ nha cả nhà. Mình phải giữ trái nhỏ lại để sau này nó lớn lên mình tiếp tục mình đi hái tiếp. Cái này là mình hái để ăn nha, không phải là dân chuyên nghiệp đi hái để bán lấy tiền. Nên ra là mình chỉ hái bằng tay. Còn nếu các bạn mà sau này đi học qua bên này những cái thời gian hè các bạn không muốn có thời gian tự chủ, không muốn đi làm cho xí nghiệp nhà máy gì đó, muốn có thời gian tự chủ thì các bạn có thể đi hái cái vào rừng để hái cái Việt Quốc này nha. Để em lấy đồ em kê ở đây, em kê mới được chứ không thôi nó rớt nó ngã cái này nè. Để em lấy đồ em kê cái máy này. Trời không gầm hoài luôn. Sợ trời mưa quá. Thật ra thì trời mưa trái blueberry này nó mới trái Việt Quốc này nó mới xanh, mới lớn được. Còn nếu mà đất nó khô quá thì trái nó nhỏ xíu khô queo không có tốt. Nên trời mưa thì mới tốt được. Quá trời luôn. Nè. Dạ. Ô. Trời ơi. Ông xã mình hái lần quá, thấy chưa? Chỉ hái bằng tay thôi nha. Chưa đổ nói. Đổ vô là... đi, đổ vô, đổ vô. À. Rồi. Nếu mà hái bằng gào á là thu hoạch lớn luôn á, quá trời luôn nè. Đằng trái lớn không hả? Ở đây á, thì tất cả các khu rừng á là mọi người có thể tự do hái ha. Còn nếu mà khu nào mà thuộc về diện tích nhân trong khu vực nhà người ta thì mình không có hái nha các bạn, lưu ý nha. Của nhà người ta là tuyệt đối mình không vô hái. Chỉ hái trong khu rừng thôi. Trời, chỗ anh bự quá trời luôn ha. Trái bên này bự quá trời luôn. Sau lưng anh. Wow. Luôn. Đi vào sâu trong này nè. Đây nè, mấy trái lớn quá trời nè.
đứng này rồi có cái cạp ra tụi. Dạ hả? Nên ngồi lẻ đi. Vậy giờ có hối hận giờ đi ra mua cào không? Không. Mua cào thì cũng đó. Nó chờ con đầy đi. Biết sao không? Ở đây là trái lớn nhiều quá, nên là mình có thể mua cào để mình cào được phải không? Nhưng mà tụi mình đi chơi mà đâu có hết mục đích cấy nữa thôi. Chứ lại mình hái mình cũng chưa biết, mình cào cái là nó hết mấy trái nhỏ rồi, đợt sau sao mà ra thu hoạch tiếp. Thôi hái bằng tay thôi. Có hai hái được nhiều hay bấy nhiêu. Cái này ngon nhất. Từ cái hái cái này á, xong rồi ăn luôn trực tiếp cũng được nha. Mình thấy mọi người ngon nhất là khi ăn trên cây vậy. Vừa hái xong rồi ăn luôn á, ngon. Cảm giác nó sướng gì đâu á. Quá trời cho lớn luôn. Mỗi lần đó. Mỗi lần hái xong rồi mỗi lần ai biểu là kêu mua cào không mua, chịu khó hái từng trái thì mỗi lần thôi. mà hái này mỗi lần thiệt nha cả nhà. Nhưng mà vui. Sau cái trái blueberry này thì bắt đầu hái tiếp cái trái đỏ nè, mấy trái đỏ này nè nghe nói là hái về xong mình làm mất được, nhưng mà giờ này cái này là chưa đỏ, cái này là nó chưa đỏ nè anh. Hôm bữa nãy của nó là phải làm đỏ mà đỏ đen đỏ đậm luôn á thì mới được. Đây để cho mọi người xem nha, nó phải là trái đỏ đen đỏ đậm luôn á thì mình mới hái được về mình làm mất ăn với bánh mì hay là trộn với thịt á, chiên thịt rồi đó, rất là ngon luôn. Là trái này nè, thấy không? Hình là đây nè, nó có cành đây nè, nguyên cái cành đó nè, đó. À, này là chưa chín, chưa được. Đó, rất là ngon. Nãy mình ăn thì cái vị của nó hơi chua chua, hơi nhẫn nhẫn đắng đắng. Xã mình hái, còn mình cứ hái mình ăn thôi. Hiện tại bây giờ bên Phần Lan á, qua bên này nè, nếu mà các bạn biết tiếng Phần không sợ mà không có việc làm ha. Việc làm bên này rất là nhiều luôn. Việc làm lao động phổ thông á, thì rất là nhiều. Chỉ cần các bạn phải biết tiếng Phần. Tại vì muốn làm cho người Phần Lan thì bắt buộc phải biết tiếng Phần. Còn nếu mà nói về tiếng Anh thì hầu như người Phần Lan đa số là người nào cũng biết tiếng Anh thôi. Nên có thể là họ cũng không cần thiết đâu. Họ chỉ cần yêu cầu là phải biết tiếng Phần thôi. Bất cứ người nào cũng vậy. Kể cả bạn đi làm việc về dọn dẹp vệ sinh cũng vậy. Cũng bắt buộc phải biết tiếng Phần. Và bên này thì không có kén chọn cái công việc nha các bạn. Như mình nói hôm bữa đến giờ đó, việc nào cũng được tôn trọng nha. Chứ không phải là vệ sinh là xấu hay gì, không có phân biệt nghề nghiệp đâu. Công việc nào cũng được, miễn mình góp sức cho xã hội, có cống hiến cho xã hội, cống hiến cái sức lao động của mình cho xã hội là tất cả công việc đều là tốt hết. Nên qua này các bạn đừng có sợ kén chọn việc, việc nào cũng được hết. Lúc đầu kiếm trái á, thấy khó, bây giờ trái nhiều quá cái không biết là trái hái trái nào luôn. Nhiều bạn hỏi mình là chương trình của mình qua bên này học xong rồi có được định cư hay không. Thì theo chính sách hiện tại của chính phủ Phần Lan nha, theo chính sách hiện tại, mình chỉ nói theo chính sách hiện tại, nếu mà có thay đổi thì các bạn phải tuân theo luật mới nha.
Hiện tại chương trình của mình là du học và định cư. Thì khi mà các bạn đi theo chương trình của mình á, học hết chương trình rồi, sau đó các bạn đi làm, thì trong vòng 5 đến 8 năm thì các bạn có thể nộp hồ sơ xin quốc tịch. Đối với những bạn mà học chương trình cấp 3 đó, thì là học theo chương trình tiếng phần của mình, hệ tiếng phần ha, chương trình cấp 3 là được miễn phí học phí và được một nhà trường tặng cho một bữa ăn trưa. Sau đó thì các bạn lên đại học vẫn được học miễn phí ha, đó là hệ tiếng phần. Còn đối với các bạn học nghề thì trong quá trình học các bạn được đi thực tập, và sau khi thực tập thì các bạn phải nỗ lực thể hiện cái khả năng của mình cho nhà trường, thì sau đó nhà trường cho cái nơi mà mình thực tập á, thì nếu mà họ nhận bạn vào ha, thì bạn sẽ được ký hợp đồng lao động với họ, thì cũng như các bạn khác thôi, là cứ trong vòng 5 đến 8 năm thì các bạn có thể nộp đơn xin chuyển đổi quốc tịch. Và việc chuyển đổi quốc tịch là sẽ do chính phủ phê duyệt nha, chứ không phải là trung tâm mình phê duyệt cho các bạn nha. Nên nhớ là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Phần Lan. Mình chỉ cập nhật cho các bạn về chính sách thôi nha. Và mình chỉ hướng dẫn cho các bạn thôi. Chứ sau này quay lại mà họ nói là tại sao ngày xưa mà chị nói với em như vậy thì sao bây giờ như vậy là không được nha các bạn. Bởi vì mình ở đây mình cũng phải làm đúng theo pháp luật của Phần Lan, chứ không phải là mình có quyền quyết định mấy cái này nha. Lưu ý giùm mình cái phần đó. Mình sẽ luôn cập nhật cho các bạn cái chính sách mới của chính phủ Phần Lan thôi. Quá trời luôn, công nhận. Lúc đầu đi tìm á, thì không thấy. Nên hồi thấy rồi cái tự nhiên không biết là hái cái gì luôn á. Quá trời trái luôn. Chưa, nè. Nè. Trời ơi, sao anh hái nhiều vậy? Ừ. Rồi. Wow. Thì chỗ anh hái nhiều vậy? Đi qua bên kia nữa, qua chỗ kia nữa. Ở bên này còn nhiều mà. Ừ, đi bên kia đi. Đi qua bên kia nữa hả? Ừ. Ủa, mới đây ra tới đây rồi. Ừ. Trời ơi, trái này bự lắm nè anh. Ừ. Ở bên này còn bự mà. Ừ. Nó trong nó nhỏ rồi. Vậy hả? Ừ. Rồi thôi đi. Đi cái nồi bự một chút. Dạ, đi. Mình không có hái trái nhỏ, tuyệt đối không hái trái nhỏ để dành đó. Để dành cho đợt sau ra hái ha. Không có hái trái nhỏ. Ê, đừng thao con, nửa thao rồi. Wow. Đây, thành quả của tụi mình đây, mới một tí xíu đó thôi nha. Bây giờ đi tiếp nha. Cái này là thành quả của ông xã mình nhiều hơn chứ không phải của mình. Có bạn đang tập bóng, sân bóng miễn phí. Nó đổ máu. Đổ máu. trái đỏ. Bể ra mà công nhận nhìn cái trái màu tím mà sao lại thấy cái khi mà ấy ra là nó màu đỏ ha. Ừ. Đi qua bên này nè, bên này cũng nè. Cái vỏ mình cứ để đó đi anh ha. Rồi vỏ đâu? Vỏ đó. Để đem đi luôn đi, em đi luôn mà. Đi luôn ha. Đây là cái sân bóng. Mọi người có thể ra đây tập bóng được. Hoặc là mình nghe hồi nãy nghe nói là khi mà trời tuyết á, thì ở đây là sân chơi trượt tuyết. Đây, toàn bộ đây là khu rừng. Nhưng mà rừng chứ ở trong cũng có người ở nha. Có người ở trong này á, chứ không phải không có đâu. Ở bên này người ta thích sống về thiên nhiên á, nên là hầu như là chỗ nào cũng có người dân ở hết. Rất là yên tĩnh, đẹp. Mình cũng vô mê. Vô lên nữa không? Đi lên á. Mình cũng rất là mê. Có bạn đang đá bóng bên kia kìa. Ừ. Đá bóng. Mấy cái trái này nè, cũng ăn được á. Đó, cái trái đỏ đỏ này ăn được á. Với lại người ta hay ăn làm mứt á. Nhưng mà ở đây người dân Phần Lan họ rất là nhân văn. Họ trồng những cái mấy trái này nè, mấy cây này nè. Nó tự mọc lên á, nhưng mà con người sẽ không ăn những cái trái này.
mà để dành đó cho chim mưa cho vào những lúc mà trời mưa hay những lúc mùa đông á. Anh mưa, nói mưa cái làm em cũng bị liệu theo mưa luôn. Đâu đang mưa nè, đang mưa nè. Rồi. Ok. Mấy hộp rồi. Nhờ mưa này nè thì nó mới trái Việt Quốc nó mới lên lớn được, chứ không có mưa là nó khô queo hả. Hôm bữa đi hái nấm nữa. Nhưng mà nấm ở bên này ít, không có nhiều. Em nghĩ là phải đi vô trong này nè. Đúng rồi, mình phải đi vô trong đây đó. Để đây. Đi vô thử nha. Thường hái trái Việt Quốc là phải ngồi xuống dòm nhìn. Đó, nhìn xuống gì nè mới thấy nè. Không thấy. Thấy, nhiều. Nhiều anh. Nhiều xíu à. Xíu xíu đúng rồi, có trái nhỏ xíu để coi có trái nào lớn không. Bên này thì nhỏ ha, không có lớn. Trái nhỏ xíu à. Đi không có thấy trái lớn, thôi đi chỗ khác đi. Ăn. Ngon. Ăn vậy mới ngon. Ăn tiếp trên cây luôn. Khúc bì rìa này nè anh, chắc ít có lắm. Tại vì nó bị cỏ nhiều quá đó. Mình phải vào cái khu mình nó riêng biệt đó. Trái đỏ về quá trời. Trái đỏ quá trời nè. Rồi trái này hình như cậu nói vậy là được rồi nè. Nó bột đô. Rồi hát đi hái cái đó về là để làm mứt ăn với bánh mì. Còn giờ thì đi hái trái Việt Quốc trước cái đã. Cây thành quả. Có nấm kìa. Có không anh? Hả? Không phải nấm đó. Không phải. Nó chưa nở ra. Không phải. Đây nấm vàng mới được. Đây nấm quá trời này mà không biết ăn được hay không. Rồi nấm bự ghê. Nhưng mà không biết ăn được không, có nấm rừng độc. Nấm bự quá. Mình phải biết. Hồi nãy cô nói cô chỉ cho mình nấm mà mình quên hỏi. Đi xong rồi quên luôn. Trái nhỏ không à. Hết dâu rồi ha. Dâu quá trời. Dâu hết rồi, lâu lâu mới có một trái. Nhiều dâu nó thơm thì Dâu rừng Tâm Phúc. Vô đây nè anh, vô. Mà không có thấy ha. Chưa trái nhỏ không. Đứng nó thử ra, đứng ra. Có trái lớn không? Đi coi đã. Em thấy cũng có rồi đó. Lớn không? Không lớn. Nhiều khi đi sâu ở trong anh. Sâu ở trong có người. Bỏ để ngoài đi. Có hả? Có. Cái chừng rất đồ con. Lớn. Và lớn một tiếng nữa. Vậy hả? Lớn có không? Bụi quê dưới này. Dâu dưới này nè. Vậy hả? Này nè. Chắc nó nặng quá đúng không? Nó lớn cái này nặng quá, nặng nó quá. Chịu xuống. Lớn này là bụi quê nè. Vậy hả? Cứ nhắc luôn. Ô vậy hả? Đã gì? Đã dưới này nè. Nó chờ luôn. Trời. Đây nè, em thấy rồi nè. Bự quá trời luôn. Dưới nằm ở dưới. Nó nặng quá, nó kéo xuống dưới rồi. Cứng lắm. Đây. Wow. Cứng là chắc. Chắc ghê luôn á. Ngon rồi nha. Ủa sao anh hái được nhiều vậy, em không thấy gì. Em dịch nó ra. Dịch cái cây ra nằm dưới á. Vậy hả? Dịch cái cây ra nằm dưới đầy luôn dưới. Lá nó chia rồi. Nó nghiêng qua một cái là quá trời luôn. Vậy không? Phải ngồi xuống về mình mới nhìn thấy được. Đây. Có mấy trái lớn đây. Ngon quá. Mình hái bỏ vô miệng của mình nhiều hơn. Đây là về. Đây là về. Sao anh hái được nhiều vậy, em thấy gì vậy? Em cũng giặt lên mà em thấy gì vậy? Chết rồi, uổng cái gì chứ, nó bự quá trời rớt rồi. Em thấy bên này nó nhỏ nhỏ không anh ơi? Thôi đi. Đi ha. Đúng rồi. Bên kia nó mới bự. Đi.
Bên đây chai lớn mà. Mình nó không nhiều bằng cái bên kia toàn chai lớn không. Không, mình đi tiếp, đi tìm tiếp chỗ nào nó chai lớn. Dạ, đổ vô. Dạ. Đây có hai chai. Cái nào nó bự là nó chịu xuống anh ha. Ừ, nó nằm xuống dưới, em vét lên nó mới thấy được bự. À, nó nặng. Đây đây. Đây. Ừ, đi tiếp. Để mà được một cái lỗ này chắc là hái bằng tay kiểu này chắc hơi bị lâu rồi nha. Đi qua cái khu rừng bên kia kìa anh. Ừ. Cái này mình đi bìa rừng thôi. Ừ. Chứ chưa vô sâu trong rừng, vô sâu trong rừng nó mới nhiều. Vô trong nó bự. Dạ, mà vô trong nó mới bự, ít người vô. Mình đi bìa rừng thôi. Để mà đi sâu vào trong rừng đó, mọi người phải có đồ bảo hộ. Chứ không phải giống như mình mặc đồ vậy đi vô đâu nghe. Đó, nhỏ. Nhỏ ha. Ừ. Nó không có nước. Đi này vô hả? Dạ. Nên anh bớt lại đường này nè. Nào. Ý là dọc dọc. Đường này nè. Ừ. Này vô nhà anh ta. Vô nhà anh ta. Mình cứ đi ngoài này thôi. Ừ. Mình cứ đi phía ngoài này thôi. Đó, mình vô đây nè. Hai đường một. Ừ. Cuối đường rung rung. Đi. Đi hái blueberry mà giống như đi ăn trộm nha. Phải cúi rạp xuống người mới thấy được. Ừ, bên này cũng trái nhỏ lắm anh ơi. Ừ. Đây quá trời này mà nhỏ không? Đầy luôn. Đây là về. Quá trời này. Cây quá trời luôn mà nó nhỏ chưa lớn. Mất 1-2 bữa nó mới lớn. Dạ. Yeah. Cái này là người ta hái rồi ha. Ừ. Cái này chơi tương đối. Ừ. Em nghĩ chắc có cánh rừng hồi nãy là đông nhiều hơn. Ừ. Còn đây chắc người ta hái rồi. Dạ yeah, tương đối, nó mới lớn. Đây anh có hai trái lớn. Ừ. Mà mình đi vô sâu chắc là cũng có. Nguyên cái nhánh này nè anh. Nguyên cái nhánh này. Quá trời lớn luôn. Trời lớn quá trời luôn. Muốn hai trời lớn là cứ đi sâu sâu vào trong này thì nó có nhiều. Tại vì ngoài bìa rừng thì cũng những người khác cũng giống như mình, họ cũng đi hái hết rồi. Mình phải đi sâu vào trong. Chà, hồi chắc mưa lớn rồi nha. Nhiều lắm nhưng mà trái nhỏ. Chưa có lớn. Mình đi mình quay lựa chỗ. Thôi về đây mới một mấy gần 2 giờ rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy ăn cơm chịu đi xe đạp đi bên kia. Dạ. Chứ không là mưa nữa hả? Em sợ chiều mưa đó. Thì đó đi qua anh kia vậy ăn cơm đi. Ăn cơm dạ. Thật quà cũng nhiều quá, thu hoạch khá khá rồi đó. Ê cái chân dập anh, bỏ tay dập. Rồi, mấy này nhỏ cái lắm. Nhỏ không lớn. Đi. 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 Cái bên kia lớn nhiều anh ha. Ừ, nó buồn đi. Rồi thôi, giờ mình di chuyển nha. Kiếm nấm rừng khó quá. Nấm rừng hả? Nó vô trong mới có nấm rừng. Đúng rồi. Cái lại anh biết xong nó mới nhiều, nó khô quá. Mới bắt đầu mưa thôi à. Rồi thôi mình đi ra lại. Giờ bắt đầu mưa rồi. Ừ, thôi trên đủ về ăn cơm. Dạ. Cơm mà chiều đi tiếp. Ừ. Cuối tuần á, đi chơi như vậy cũng rất là vui nha. Không cần đi đâu xa đâu. Chỉ cần đi hái trái blueberry về hoặc là đi hái trái. Cái trái đỏ đỏ này không biết là tên gì không biết nha.
là cũng rất là vui rồi đó. Giết cả thời gian. Rồi ăn cơm rồi chiều đi xe đạp đi. Rồi chiều đi xe đạp đi chơi. Đi chơi với hai trái màu đỏ đỏ. Về để làm mất. Em hy vọng là đến buổi chiều mình đi qua bên đó nó mấy trái nó chín rồi, chứ không thôi nó còn hồng tươi thì chắc không có hái được. Ừ. Cái trái này đẹp quá anh ha. Ừ. Nhìn đẹp quá trời luôn mà. Ăn được nhưng mà để dành cho chim ăn. Người ăn được nha. Nhưng mà ở đây họ nhân văn lắm, họ để dành cho chim ăn. Vì mùa đông thì chim không có gì để ăn hết á. Nên họ chim sẽ ăn những cái trái đó đó. Em thấy cái dãy này mới là nhiều Việt Quốc nè anh. Ừ, đúng rồi, Việt Quốc lớn lớn đó. Còn mà mấy chỗ này chắc người ta hái hết rồi, nhỏ nhỏ không. Như tìm nấm. Nấm hả? Tìm thử rồi có. Tìm nấm vàng á hả? Em nghi không có đâu. Ủa anh ơi, mình chưa đi chợ. Nó đi ngang quên mua trứng về chiên nấm ăn. Dạ. Đứng ngay siêu thị mà em xuống siêu thị rồi. Ừ. Vô mua trứng về chiên. Ừ. Chiên nấm. Dạ. Nhưng mà nấm mua quá nha, không cho mua. Ừ. Đường nào ta? Rồi. Đến đây bị lạc. Không biết đi đường nào luôn. Ở đây quá. Đây mới ra đường chính nè. Rồi đi ra ngoài luôn đi, khỏi đi. Có một vòng mệt quá. Nó có điện này nè, đây nó có đường đó. À. Rồi vô. Dạ. Vậy là hôm bữa em với Xuân Xanh đi đây nè. Ừ. Thì cũng đi vòng vòng trong khu rừng vậy đó. Hy vọng tìm được 200g nấm vàng. 100g cũng đủ ăn. Mà nấm nó đẹp thiệt á ha. Ừ. Nhiều dinh dưỡng lắm luôn. Ngon. Dạ ngon. Về nấm bự. Ôi anh này. Bự ghê vô. Ừ. Phải không vậy? Đi vô nhà người ta. Nhưng mà đúng rồi, có đường nhựa là có đường ra mà. À giờ nãy mình đi đường này hả? Đúng rồi. Ủa vậy mình đi đường này ra là mình không có đi qua được siêu thị. Hình như được là chứ. Lên xuống hồ, vậy là mình phải đi cái đường nào ở đây rồi. Nhưng không, mình phải ra bên này thì nó siêu thị hơi xa. Đi đây được không? Phải không ta? Chắc đúng rồi, em nghĩ là đường này đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ đường này đúng rồi. Ở đây đúng rồi nè. Cái thùng rác đó. À đúng rồi. Đi này mới ra siêu thị nè, đúng rồi đúng rồi. Còn nãy mình đi đường kia. Này nè. Không, nãy mình đi đường kia. Đi đường siêu thị đâm thẳng qua đây nè. Đó mình với bà như cái cô gì đó hai dạ, đội dạ. Này nè. Hai đội đây. Mình đi về. Nhớ thùng rác hơn mức bộ rất là thua lắm. Định vị. Này bị quốc cũng nhiều lắm mà. Dạ. Nó còn nhiều nhỏ. Lắm luôn á. Còn nhỏ mới mọc rồi mới còn. Ừ. Dưới rồi, giờ già đó. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ nhiều á. À, nữa không? Rồi, thôi thôi, tới giờ gần 2 giờ. Tới giờ ăn cơm. Gần 2 giờ thôi. Thì sáng như gần 2 giờ. Rồi. Em cũng còn năng lượng. Năng lượng cũng nhiều năng chứ. Nói rồi nhỏ xíu à. Không, ý em nói em coi cái vàng vàng tưởng là nó. Không phải không? Tại vì mình coi mấy chỗ nào mà nó có gỗ á. Ừ, đúng rồi, nó ẩm, nó có gỗ. Đi gỗ nữa. Mưa anh ơi. Ừ. Mưa lớn anh ơi. Ừ, nó xài cái hết rồi không sao đâu. Nó xài cái nó hết. Kéo, kéo, kéo nón lên. Dù, dù, dù. Nó mới nón lên. Đấy, không phải im nó là. Ví dụ à? Dạ. Chưa, giờ chưa đâu, chưa. Nghe không? Chưa, chưa. Tiền tí nữa, em sợ mưa ướt mấy hộp rồi, hết rồi đó. Ừ.
đêm trong rừng nó mưa vậy đó. Đó, cảm ạ. Giận nước miếng. Đó, anh đội nón lên đi. Nón lên đi. Cái gì vậy? Giống cái trứng cá vậy? À, không, không nghe, không nghe. Cái giống cái trứng cá hả? Ờ, không được hái nha. Không có sao nó, cái đó là có độc đó nha. Đó là cực độc luôn á. Dạ đúng rồi, không muốn có hỏi, đừng hái cái đó, cực độc luôn. Trứng cá. Ờ, xui xanh cái đó cực độc, đừng có hái vô. Nhìn nó đẹp ha. Ừ. Bởi vì cái gì đẹp đẹp là nguy hiểm, phải coi. Phát mưa rồi, mới hộp rồi. Dạ. Thôi dừng ở đây đi. Trên con đường không? Ừ.